là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Emmanuel, Ngài là Đức Giê-xu, Ngài đang ở cùng chúng mình suốt. Hãy subscribe.
có thể chúng ta bằng thờ phượng bằng tiếng mới, hãy chúng ta thờ phượng bằng tiếng thề đẻ, hãy chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng nay bằng tiếng mà Chúa cho riêng cho chúng ta. Sát tâm nhang lập tàu chọc yol đặc biệt là chọc bình nho chọc cọc chi
cháu gus à lạp ta ở gus phương tiện nàng tu tâm ta cùng bị chung đồ ubiang biết sa tâm cần đại gọi chứ tâm chứ à lạp ta ubiang tại bước cần đại đức là sa tâm yang lập tạo e bồ con thì tâm ngay đó gần ubiang yang sum sum cái gu bồ con chất tâm sắc có yang tập bền mà sẽ chất đầu lý đức bồ con là yang cái gu bồ tu nhà thâm yang ai con du cần đại thì yang ấy khi uẩn tôi chơi lấy im đón còn hơn gần ở còn rõ ngăn mà ghé của ta kis gam sum sum họ đang lấy kis bồ con gần tầng tầm người đồ sân tâm tầm ta hỏi đăng sân tâm tầm ta trong bây giờ tầm sum sum cấp năm mời yang tus bồ con bước yang huyền cô cần đại thì đang âm bồ con tầm dự đồ bước gần sát tâm cần đại là bồ tàu bom nhà dứt tân nã bồ con mà bồ tơ pran bồ con in tầm dự phật đồ đã biết là chào tế lâm mà đã biết là đơn giản của nguy quân họ đang chào gus nút nấm nàng chàng học đơn cây nhi nàng gus ala che trộp tầm qua dòng điện đồ họ đang chào chinh ala và ta âm thanh âm nhạc tổ sơn mới chào xuống đơn cũng nhàng bớ tổ có tổng hàng bồ con in sơn nàng tôi tâm ala chỉ nào dạng tâm trụ thì âm bàn bồ con sùng ở con trai bữa tầm giờ phút đồ cần tiếp tục tầm tài trong riêng bồ con đi tầm chưa ala ta ruộng mà đang rekis con sơn tâm tầm giờ phút đồ gần đơn nhàng cùng luôn luôn chấm gòm bơ liên cơ trước dạng tầm trụ thì quốc gia đang rekis kích bồ con tầm chưa phút đồ còn trong rời dạng quan anh còn đang kích lớn ta lên nàng hỏi đàn niêm nô xiang đàn nhàng ai là ngay tầm ta chung đồ tiếp tục tay cùng tầm dơ lắm bạc mà dơ đồ còn gân cơ nâm lời dạng in tầm dơ hạ lạ bà ta mà dạng át bộ bồ con tu nô xpal tầm bà ta hỏi đàn tầm sẽ đàn dạng Jesus Christ bà dạng bệ Mà xin mời hội thánh chúng ta cùng đồng ngồi trong buổi sáng ngày nay ạ. Cảm ơn Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm qua chúng tôi có ban tổ chức chúng tôi cũng đã từng giới thiệu một số vị khách và một số lãnh đạo của chúng ta trong buổi tối hôm qua. Và sáng hôm nay tôi xin được phép giới thiệu lại để một số quý vị tôi hôm qua bận một số chuyện thì không đến được buổi nhóm và sáng hôm nay đã đến được, cho nên là sáng hôm nay tôi xin được phép giới thiệu lại vị khách mời và vị mục sư quản nhiệm và vị mục sư lãnh đạo tại địa phương của chúng ta. Một lần nữa về phía mục sư tổng hội là quản nhiệm của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm của mình có mục sư Đức, phu nhân và con gái út của mục sư. Xin mời ba vị cùng đứng lên này. Xin hội thánh chúng ta cùng chạm vỗ tay. Con gái út của mục sư Đức là người đang quay phim. Rồi về cũng là tổng hội, ủy viên của tổng hội là mục sư Ca Kem và phu nhân của mục sư. Xin mời hai vị cùng đứng lên để hội thánh chúng ta cùng biết mặt. Tại vì một số người chúng ta chưa biết mặt mục sư. Và cảm ơn Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa hoan nghênh cho mục sư Thẻ cũng có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay. Và bên cố vấn của giáo hạt công vụ mình cũng hoan nghênh cho mục sư Ca Trên là mục sư cố vấn cho giáo hạt công vụ. Xin mục sư đứng lên để hội thánh biết ạ. Đứng lên để một số em nhỏ nhỏ chưa biết. Và cảm ơn Chúa lãnh đạo của giáo hạt công vụ chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay đó là trưởng giáo hạt mục sư Ca Sim. Xin mục sư Ca Sim cùng đứng lên. Và hai phó giáo hạt của chúng ta đó là mục sư Ca Mung và mục sư Ca Sèn trong buổi sáng hôm nay, xin hai mục sư chúng ta cùng đứng lên. Và cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay cũng hoan nghênh chi hội bên Đà Cà Nàng đó là thầy Thanh và thầy Tú. Xin hai thầy cũng đứng lên để hội thánh chúng ta cùng được biết trong buổi sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa cũng hoan nghênh tất cả các giáo khu, các chi hội đã tham dự buổi nhóm thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay tận khích lệ cho mình. Amen. Và cảm ơn Chúa trước khi chúng ta bước vào những sự ngợi khen thờ phượng Chúa trong những buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi có ban hát của lãnh đạo đó là những vị mục sư, những vị trưởng lão sẽ lên đây Chúa trước khi chúng ta bước vào sự ngợi khen thờ phượng ngày. Xin mời ạ. Đó là những vị mục sư Ca Sim, sư Kren và mục sư Mung, rồi những vị lãnh đạo không ạ? Xin mời chúng ta cùng khẩn trương tiến lên đây để mà ngợi khen Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cũng có thể cả mục sư Đức góp phần trong đó cũng được.
Người ta hát tiếng bằng mẹ đẻ thì mình hát tiếng Đức Thánh Linh cho. Okay. Và mục sư Kem, cả phu nhân cũng lên luôn cho vui ạ. À, tầm bữa ta lít lính giang tiền ca huê bữa ta cái nút bóp giang tiền nè lít lính tầm tuần nhà bữa thì cũng chờ ba mờ chứ lại hiểu dùng ta hi cũng đất chờ hi chắc ra bữa lại đất ở niệm mày à tần nhàng là tàu ai là gấp là ngay im ra pe chết bao mang lên ngay mang lên ngài, mang lên ngài.
chưa? Cảm ơn Chúa, chúng ta vỗ tay hoan nghênh, chúng ta vỗ tay ưu tiên nhất cho mục sư Đức, tại vì mục sư Đức đọc được tiếng cầu hò của mình. Xin chúng ta vỗ tay thật lớn ạ. Cảm ơn Chúa, chắc lẽ mục sư thờ phượng Chúa bằng tâm linh chứ đâu có hiểu gì đâu. Thì thờ phượng tâm linh mình hiểu chứ ngoài ra. Cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta đến với sự thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay, thì xin mời phụ nữ của hội thánh Bắp La Lô Hồn, chúng ta cùng trở về sân khấu để thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời. Và tiếp của sau chi hội Bắp La Múa thì xin hội thánh Philin và Jude chúng ta cùng chuẩn bị để thờ phượng Chúa xong, chuẩn bị tiết mục của mình để thờ phượng Chúa, rồi chúng ta sẽ được người khen thờ phượng Chúa chung trong buổi sáng ngày hôm nay. Oh,
Chúa. Thì qua lời hát chúng ta thấy là ơn Giêsu như sóng sau biển rộng. Không phải như vậy thì trong Thi Thánh cũng nói rằng tình yêu của Chúa, cho dù cả thế gian trở thành những người khôn ngoan mà lấy cái bầu trời làm giấy và tất cả cây cối trên thế gian này làm cây bút, thì chúng ta cũng tả nổi cái tình yêu mà Chúa dành cho con người chúng ta, dành cho đời sống của chúng ta như thế nào. Và sáng hôm nay thì tiếp tục chương trình để chúng ta thờ phượng Chúa, thì xin mời chi hội Phi Liên và chi hội Bắp Lé phụ nữ của hai chi hội này sẽ tiến đến đây thể hiện tiết mục của mình để ca ngợi Chúa trong mùa Giáng sinh này. Xin mời hai chi hội cùng tiến lên ạ. Xin hội thánh chúng ta dành một tràng vỗ tay được không hội thánh ơi? Chuồn chiên ấy nữa.
Vừa trong buổi sáng hôm nay, các ban múa của các hội thánh và các trưởng lão cũng đã ngợi khen Chúa. Vậy tấm lòng chúng ta sáng hôm nay sẵn sàng thờ phượng Chúa chưa ạ? Chúng ta sẵn sàng thờ phượng Chúa chưa ạ? Nếu mà sẵn sàng, amen thật lớn nha. Chúng ta sẵn sàng thờ phượng Chúa chưa ạ? Dạ, xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên để thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên và mở chung với tôi bài thánh ca 31 Đò anh lo đứng trên để chờ. Thank you.
trên đất trở nên đây. Lít linh ai bơ ta kết xù. Lít linh tổ chào in ở chớp. Lít linh tổ chào lại cung tổ. Tôi ta tay ghi đàn giải chung cô. Mở bà mà anh plan đất trở quân dịp rạm hòn trở tuôn nhà. Tại cùng tận gia hai chúng cô hẹp ở Black Desert Bramchet chờ ngàn đoàn.